Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, từ học trò xuất sắc nhất của Bác Hồ đến người cộng sản kiên trung của Việt Nam, nụ cười mãn nguyện của Bác sau khi đất nước thống nhất. Tất nhiên, tất nhiên đây là sự vui mừng rất là to lớn. Sự vui mừng không thể diễn tả được. Sự vui mừng sau biết bao nhiêu năm chiến đấu.